Nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Pushilin cho biết, tình hình vẫn còn căng thẳng ở Bakhmut. Trong 24 giờ qua, lực lượng Wagner đã tiếp cận một khu vực khá phức tạp, gồm các tòa nhà cao tầng, nơi Ukraine thiết lập hệ thống phòng thủ. Ông Pushilin cho biết các lực lượng Nga đang tiến về phía tuyến đường sắt ở Bakhmut. Những nỗ lực tích cực đang được tiến hành để cắt đứt tuyến đường tiếp tế cuối cùng của đối phương. Các trận chiến đang diễn ra ác liệt trong khu vực định cư Khromovo. Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi và thực tế là con đường tiếp tế cơ bản đã nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực Nga, Ukraine vẫn có một số con đường băng qua các cánh đồng. Mục tiêu của phía Nga đặt ra rất đơn giản, đó là giảm thiểu và ngăn chặn sự di chuyển của đối phương. Theo ông Pushilin, binh sĩ Nga tiếp tục sơ tán dân thường khỏi Bakhmut đến những nơi an toàn hơn trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục oanh tạc. Ông Evgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner cho biết, quân đội Nga đang hạ gục lực lượng của Kiev ở Bakhmut một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Ông nói, nhiệm vụ của chúng tôi là nghiền nát đối phương, không để mở cuộc phản công. Chúng tôi đang gặt hái được nhiều thành công trong việc này. Những cụm quân của Ukraine đang cư trú tại Bakhmut đang bị chúng tôi tấn công. Tôi có thể nói rằng các chàng trai của chúng tôi đang làm rất tốt, nhưng đối với bản thân tôi vẫn còn chỗ cần phải cải thiện bởi vì cần phải chiến đấu quyết liệt hơn để không còn một binh sĩ Ukraine nào. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tướng Igor Konashenkov cho biết, các đội tiến công của Nga tiếp tục chiến đấu với binh sĩ Ukraine ở phía tây Bakhmut. Lực lượng pháo binh, máy bay chiến đấu và lính dù Nga đã chặn đứng những nỗ lực phản kích của Ukraine. Cụ thể, theo hướng Donetsk, các đội tấn công tiếp tục hoạt động tác chiến ở các khu vực phía tây của thành phố. Máy bay chiến thuật, chiến dịch và pháo binh thuộc cụm tác chiến phía nam cùng các đơn vị lính dù đã yểm trợ cho các đội tấn công và vô hiệu hóa nỗ lực của đối phương phản kích vào sườn. Cũng theo ông Igor Konashenkov, các lực lượng Nga đã đánh vào lực lượng dự bị của quân đội Ukraine tiến về Bakhmut trong ngày qua. Đồng thời cho biết, trong 24 giờ trước đó, máy bay của Nga đã thực hiện 8 phi vụ, còn pháo binh Nga đã pháo kích 76 mục tiêu theo hướng Donetsk. Ở khu vực phía nam Donetsk, các đơn vị dẫn đầu của cụm chiến đấu phía đông đã phát hiện ra lực lượng cơ động của Ukraine. Một xe tải chở quân đã bị loại bỏ bằng lựu đạn tự động và vũ khí hạng nhẹ. Đơn vị vận hành pháo phun lửa hạng nặng TOS-1 đã xóa sổ hai thành trì của đối phương và hệ thống tên lửa Thor cũng đã bắn hạ một UAV Furia của Ukraine. Ở khu vực Lugan, ngày 23 tháng 4, trang tin Aviapro của Nga cho biết lính đặc công Nga thuộc sư đoàn Ivanovo đã phá hủy thành công một chiếc xe tăng T-64 bị các binh sĩ của lực lượng Ukraine bỏ lại khi rút lui khỏi các cứ điểm trong một khu rừng gần Kremina ở Cộng hòa Nhân dân Lugan. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cách thức phá hủy chưa được công bố. Trong video được đăng tải trên Telegram, binh sĩ đặc công Nga đã đặt mìn vào chiếc xe tăng và kích nổ mìn để phá hủy. Hành động này nhằm ngăn chặn quân đội Ukraine có thể quay trở lại, kéo xe tăng ra khỏi chiến tuyến để sửa chữa. Video cũng cho thấy ngay khi xe tăng phát nổ, một quả mìn khác được đặt bên kia đường cũng nổ theo. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, lính đặc công Nga trở về căn cứ an toàn. Cùng ngày, người phát ngôn cơ quan khẩn cấp khu vực Kherson cho biết, quân đội Nga đã phá hủy một kho đạn dược và một đội súng cối của Ukraine ở hữu ngạn sông Donetsk. Còn hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi một cuộc tấn công UAV trên mặt nước bên ngoài nơi neo đậu tàu của Sevastopol. Tất cả các cơ quan trong thành phố này đều đặt trong tình trạng khẩn cấp. Sevastopol là nơi đặt căn cứ hải quân chính của hạm đội Biển Đen đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng các phương tiện không người lái cả trên mặt nước và trên không. Tại Moscow, một chiếc UAV được cho là của Ukraine mang theo 17 kg thuốc nổ C4 đã bị rơi tại ngoại ô thủ đô. Theo hãng tin Source, đây có thể là UAV UZ-22 do Ukraine sản xuất, được đưa vào sử dụng năm 2021. Chiếc UAV cánh cố định này có tầm hoạt động khoảng 800 km, gấp đôi tầm hoạt động thông thường của một chiếc UAV tự sát. UAV UZ-22 có thể mang được tải trọng lên tới 20 kg. Chiếc UAV dường như đã hết nhiên liệu trước khi nó rơi ở khu vực Moscow. Hãng tin TASS dẫn lời Trung tá nghỉ hưu Andriy Marokko thuộc lực lượng Cộng hòa Nhân dân Lugan cho biết tổn thất của Ukraine là khó có thể khắc phục khi các lực lượng vũ trang nước này bị loại khỏi vòng chiến 4.000 quân nhân trong tuần qua. Ông Marokko trích dẫn nguồn tin từ tình báo Nga cho biết thêm Ukraine chỉ thừa nhận 10% trong số đó đã chết, trong khi những người còn lại được liệt kê là mất tích lúc chiến đấu. Hiện Ukraine chưa bình luận gì về thông tin trên. Trở lại với vấn đề Bakhmut, lãnh đạo Wagner dự đoán Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như có thể tiến hành một cuộc phản công ngay sau khi các lực lượng Nga kiểm soát Bakhmut.
Ông nói, ngay sau khi mất Bakhmut, ông Zelensky sẽ cần một chiến thắng lớn và ông ấy sẽ phát động cuộc phản công này vì mục đích này. Tại sao họ không thực hiện cuộc phản công trước ngày hôm nay? Thứ nhất là vì trời mưa, mọi phương tiện đều bị sa lầy, ngay cả xe bán tải cũng bị sa lầy, chứ đừng nói đến xe tăng. Yếu tố thứ hai là ngày 9 tháng 5 là ngày chiến thắng ở Nga. Cũng ông Prigozhin cho biết, các chiến binh của ông đang chiến đấu ở Bakhmut sẽ giết hết các binh sĩ của đối thủ và không bắt thêm tù binh. Ông nói, chúng tôi sẽ giết tất cả mọi người trên chiến trường, không bắt thêm tù binh nào nữa. Trong 24 giờ qua, còn có một số thông tin đáng lưu ý. Ukraine cần phương Tây viện trợ vũ khí gấp 10 lần hiện nay để chấm dứt xung đột. Đây là phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Menyuk. Kể từ khi xung đột bắt đầu bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, Mỹ đã cung cấp thêm số vũ khí trị giá 35,4 tỷ đô la cho Kiev, trong khi EU và các quốc gia thành viên bổ sung thêm 13,3 tỷ đô la. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh như vậy là chưa đủ. Ông nói, chúng tôi rất biết ơn các đồng minh vì sự giúp đỡ quân sự của họ, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ. Ukraine gần gấp 10 lần như thế để chấm dứt xung đột với Nga trong năm 2023. Và ông kêu gọi các đối tác của Ukraine vượt qua mọi lằn ranh đỏ tự tạo và dành 1% GDP cho việc chuyển giao vũ khí. Một báo cáo hàng năm của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI cho thấy chi tiêu quốc phòng ở Tây Âu và Trung Âu đã vượt qua mức của năm cuối cùng trong chiến tranh lạnh. Theo đó, chi tiêu quân sự trên toàn thế giới đạt mức cao kỷ lục là 2.240 tỷ đô la vào năm 2022. Chi tiêu của các quốc gia Trung và Tây Âu đạt 345 tỷ đô la, vượt mức năm 1989, năm cuối cùng chiến tranh lạnh còn đang tiếp diễn. Chi tiêu quốc phòng của khu vực này cao hơn 30% so với một thập kỷ trước. Châu Âu, bao gồm cả Nga và Ukraine, đã tăng chi tiêu quân sự lên 13% mỗi năm. Báo cáo của SIPRI cho rằng đây là mức tăng hàng năm lớn nhất trong tổng chi tiêu quân sự của châu Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Chi tiêu quân sự của Nga ước tính tăng 9,2% lên khoảng 86,4 tỷ đô la, tương đương 4,1% GDP của đất nước, tăng từ mức 3,7% vào năm 2021. Ukraine là nước chi tiêu quốc phòng lớn thứ 11 thế giới sau khi tăng 640% chi tiêu quân sự. Chi tiêu quân sự của Kiev chiếm tới 34% GDP của nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.